Dạ vâng, em lại xin được mến chào tất cả các bác đã trở lại với kênh YouTube của Chu Du Audio Bắc Giang. Video ngày hôm nay thì cũng như tất cả các bác đã được xem live stream buổi tối ngày hôm qua của bên em rồi, thì bên em lại tiếp tục cập bến được 100 chiếc đẩy, chiếc quản lý nguồn, vẫn thương hiệu CD Audio, và nhưng nó đây là một model cao hơn cái model trước em bán các bác nhé. Thì cái model trước là model CD9 Pro thì em đã hết rồi, 100 chiếc em đã bán hết sạch rồi. Đấy, thì bên em vẫn đang chạy sản lượng cho công ty, vẫn đang chạy sản lượng với giá thành rất là hấp dẫn cho tất cả các bác. Đấy. Thì với những con quản lý nguồn, các bác có thể nhìn đây nội thất của nó đây ạ. Với những con quản lý nguồn có 8 cổng đằng sau và một cổng đằng trước, có nghĩa là model 9 cổng thì người ta viết tận người ta có cái model là T9 Pro, đây là 9 cổng. Đấy. Model 9 cổng trong đó là có 8 cổng ở phía sau. Đều có lọc nguồn và tắt bật theo trình tự. Đấy, các bác nhá, có dơ le tắt bật theo trình tự. Và một cổng phía trước là cổng lấy điện trực tiếp từ automat vào. Đấy. Thì với cái model CD9 Pro thì các bác cũng đã rất nhiều bác đã mua hàng của bên em rồi. Thì các bác cũng có thể trải nghiệm được rồi. Về chất lượng của con quản lý nguồn này thì nó là như nhau. Tuy nhiên đây là model cao cấp hơn. Model nó chỉ nâng cấp hơn so với con CD9 Pro, đó là nó có thêm tính năng tắt bật từng kênh các bác nhá. Nó có thêm tắt bật từng kênh, và với cái đèn LED này thì có thêm cái chức năng là tắt mở đèn LED. Đấy. Thế còn cái model CD9 Pro thì nó sẽ không có tính năng tắt bật từng kênh, và cái đèn LED này là cũng ăn điện trực tiếp, không có tắt bật được. Đấy, thì như các bác đang nhìn trên mặt máy đây thì các bác có thể thấy đây là mặt phanh nhôm này, giống như con CD9 Pro rồi. Thì con CD9 Pro thì nó sẽ đưa cái màn hình ra giữa đây. Đấy. Tuy nhiên thì nó sẽ không có các cái công tắc để tắt bật từng cổng như thế này cho các bác. Đấy. Thế còn automat thì nó giống nhau các bác nhá. Tất cả có nghĩa là tất cả mọi cái linh kiện, mọi cái mên vỉ rồi các thứ là giống nhau, nó chỉ là nâng cấp thêm thôi, nâng cấp thêm cái phần công tắc tắt bật cho từng cổng ở phía sau này. Đấy. Thế còn lại là giống nhau. Đấy. Tuy nhiên thì giá thành nó cũng cao hơn một chút so với con CD9 Pro, cao hơn vài chục nghìn thôi, không đáng kể gì cả. Đấy. Tuy nhiên thì bên em thì vẫn chạy số lượng, chạy sản lượng, cho nên là giá thành nó cực kỳ là hợp lý và hấp dẫn cho tất cả các bác khi mua những con quản lý nguồn của bên em này. Đấy. Thì với model này thì giá của bên em sẽ báo cho các bác luôn để các bác tiện theo dõi. Một chiếc quản lý nguồn như thế này, đầy đủ hộp như các bác nhá, đầy đủ hộp giấy như thế này. Rồi, sáng nay em vừa tiếp một bác khách sang mua đẩy và cũng mua thêm một con quản lý nguồn. Đầy đủ hộp giấy như thế này và có thêm một chiếc đèn LED như thế này như em đang giới thiệu ở trên đây. Đấy. Một chiếc quản lý nguồn đẹp như thế này. Chất lượng như thế này. Giá bên em đang phân phối ra, bán ra cho các bác giá chỉ có 1.350.000. Bên em bao ship rồi các bác nhé. Và sản phẩm được bảo hành tới 2 năm. Ok chưa bác? Tất cả sản phẩm bên mang thương hiệu CD Audio này thì được công ty bảo hành tới 2 năm các bác nhé. Bảo hành tới 2 năm. Hàng nhập khẩu nguyên thùng các bác nhé. Hàng nhập khẩu nguyên thùng và hàng chuẩn công ty sản xuất CD Audio. Ok chưa các bác? Thì với cái model này thì các bác có thể an tâm chơi sự kiện, lắp phòng hát hay là chơi gia đình thì đều tuyệt vời. Lắp trên những cái bộ dàn nghe nhạc thì đều tuyệt vời, bởi vì nó đã có sẵn các cái lọc nguồn này rồi. Điện vào sạch sẽ các bác nhé, không bị gây nhiễu, không bị nhiễu tín hiệu điện. Đấy. Và các bác có thể thấy là cái dây nguồn đây, dây của nó dây 3x4 và được bọc rất là ngon lành, đúng không các bác? Dây to bằng ngón chân cái rồi. Và nó uy tín từ cái phích cắm này các bác, phích cắm rất là to. Đấy. Và rất là chắc chắn. Át thì là sử dụng át 63 cho các bác làm sự kiện không bao giờ lo nhảy át. Ok chưa? Đấy. Có đèn hiển thị báo hiệu điện thế đây. Đấy. Và sau đây em sẽ thử cho các bác luôn. Đấy. Đèn nhảy nha các bác nhá. Đấy. Tắt bật đánh tanh tạch cả. Đấy. Ok chưa bác? Chống chập cháy khi mà không may có thiết bị nào bị cháy thì các bác sẽ thấy là nó ngắt ngắt automat này luôn. Đấy. Khi chập cháy nó sẽ ngắt automat này. Và ở trong này nó cũng có dơ le rồi này, có cục lọc nguồn rồi này. Đấy. Không may mà có một thiết bị nào đấy nó sẽ ngắt dơ le ở từng kênh một. Đấy, để các bác có thể thấy đấy. Đấy. Đây là đèn báo hiệu điện thế các bác nhá, nhìn thấy nó chuẩn chưa ạ? Rất là chuẩn luôn ạ. Đấy, ok chưa các bác? Nó rất là chuẩn luôn ạ. Đấy. Coi thế không ạ? Đấy. Rất là đẹp. Đấy, đằng sau của nó thì các bác có thể nhìn thấy đây. Nó giống như model CD9 Pro của em. Tất cả nó đều sử dụng chân ổ cắm bằng đồng, cho nên là nó rất là chặt và tiếp xúc rất là tốt, không bao giờ lo bị đánh lửa, không bao giờ lo bị lượt xẹt khi mà các bác cắm ở đây. Và nó cái ổ cắm này người ta thiết kế để cho sử dụng gần như là các cái phích cắm đều cắm vừa đây. Đấy, ví dụ như cái phích cắm này thì cắm cũng rất là chắc các bác nhá. Hoặc là phích ba chân thì các bác đều có thể cắm vào những cái ổ cắm này. Cái này nó rất là chắc các bác nhá. Đấy. Cái phích ba chân các bác cắm ở đây cũng rất là chắc chắn. Đấy. Cắm vừa cả phích hai chân cả phích ba chân. Ok chưa các bác?
rất là tiện dụng cho các bác làm sự kiện, khi mà mua các cái thiết bị khác nhau, ví dụ như vang nó sử dụng phích cắm khác này, đẩy nó sử dụng phích cắm khác, thì với cái thiết bị này nó đều sử dụng hợp cho tất cả các loại phích phích cắm, rất là tiện dụng. Các bác chưa gia đình thì quá tuyệt vời rồi, gia đình phòng hát quá tuyệt vời rồi. Ở đây em đang nói về vấn đề sự kiện, sự kiện thì nó sẽ đa dạng hơn. Đấy. Thì với những cái model này bên em gì bao cho anh em làm sự kiện thoải mái luôn các bác nhá, và giá của nó chỉ có 1.350.000 thôi, bao ship bảo hành 2 năm. Để những sự kiện những cái con quản lý nguồn này thì các bác nhìn trên thị trường bây giờ người ta bán toàn 1.650.000 đến 1.700.000, ở bên em đang chạy số lượng thì giá có 1.350.000 thôi, thì các bác thấy nó hợp lý chưa? Đấy, vì bên em đang nhập số lượng rất lớn các bác nhá. Thì tối hôm qua bác nào xem livestream của em thì em đã quay cả bên ngoài cho các bác xem rồi. Đấy, 100 chiếc cập bến, 100 chiếc này. Đấy, thì có số lượng cho anh em thợ làm. Anh em thợ mà lấy từ đầu thùng, mỗi một thùng nó đóng là 5 chiếc, anh em thợ lấy từ đầu thùng thì lên thì giá nó sẽ tốt hơn. Đấy, giá sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, thì các bác nào mà làm dòng quản lý nguồn này thì có thể liên hệ bên em. Bác thợ nào có thể lấy số lượng từ 5 chiếc trở lên thì là giá sẽ hấp dẫn các bác nhé. Thì bên em đang chạy số lượng cho công ty, thì các bác có nhu cầu thì ủng hộ bên em các bác nhá. Đấy, các bác đang xem tặng em Du nút like các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các cái sản phẩm mới nhất của bên em. Đấy. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730. Đấy. Hoặc các bác có thể đến tại cửa hàng của em là tại xóm chùa Liên Sơn Tân Yên Bắc Giang để trải nghiệm trực tiếp và mua hàng. Đấy. Video của em thì xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những video gần nhất ạ.